tốc độ sinh sôi của con ốc bươu vàng như các bạn biết nó rất là nhanh. Đây, rất là nhiều ốc bươu vàng con này các bạn. Xin chào các bạn. Nói đến trồng sen thì thường xuyên trong cái ruộng sen, trong cái đầm sen là nó phải có nước. Mà khi có nước thì nó lại có ốc. Cái con ốc này thì nó có gây hại gì cho cây hoa sen không? Thì hôm nay video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là có nên loại bỏ cái con ốc ở trong cái đầm sen, trong cái ruộng sen của mình không, hay là cứ để. Thì như các bạn đang quan sát đây, đây là những cái lá. Những cái lá này thì nó ra ở cái giai đoạn là đầu là những lá lằm. Đấy, lá lằm. Và nó đã bị thủng lôm nhôm như này. Đấy, các bạn này. Đấy. Và phía dưới này các bạn nhìn này, rất là nhiều ốc nhé. Đây là ốc bươu vàng. Rất là nhiều. Và nó cứ bấu ở những cái lá này. Nó ăn này, làm cho thủng hết những cái lá. Và cái tốc độ sinh sôi của con ốc bươu vàng như các bạn biết nó rất là nhanh. Đây, rất là nhiều ốc bươu vàng con này các bạn. Thì đối với ốc bươu vàng này, nếu nó xuất hiện ở trong cái ruộng sen, trong cái đầm sen này các bạn, thì các bạn không cần phải lo lắng gì. Bởi vì chúng chỉ ăn cái lá già phía dưới này thôi các bạn. Đấy. Chỉ ăn cái lá già phía dưới này. Mà đối với những cái lá lằm này, ốc nó ăn thì cũng không ảnh hưởng gì đến cây sen. Khi mà ốc ăn những cái lá già như này thì lại kích thích cho cái cây sen nó ra những cái lá đứng như này. Khi mà nhiều cái lá mà nó nằm ở dưới mặt nước như này thì dinh dưỡng nó sẽ phải lui. Đấy, nó sẽ phải lui những cái lá này. Và khi cái lá này nó già đi thì cái con ốc nó sẽ ăn như thế này các bạn này. Đấy. Con ốc nó chỉ ăn những cái lá già các bạn nhé. Còn những cái lá non nó cũng ăn, nhưng mà tỷ lệ ăn rất là ít. Khi con ốc nó ăn những cái lá già này thì cũng không ảnh hưởng gì đến cây sen. Nên là các bạn không cần phải loại bỏ cái con ốc này khỏi cái ruộng sen, cái đầm sen của các bạn. Đấy. Ốc thì rất là nhiều. Và cái con ốc này nó đủ các loại tầng nước, to nhỏ đủ kích cỡ. Khi mà cái đầm sen, cái ruộng sen của chúng ta nếu mà có cạn đi thì con ốc này nó lại lặn ở dưới bùn. Và khi có nước thì con ốc này nó lại chui lên và sinh sản rất là nhanh. Toàn bộ những cái lá đứng ở trên này thì không bị ốc nó làm hại. Duy nhất nó chỉ ăn những cái lá già và những cái lá nằm ở dưới mặt nước như này các bạn. Khi chúng ăn những cái lá nằm này, đương nhiên những cái lá lằm này mình không phải vặt đi. Và nó đã ăn toàn bộ những cái lá này, chỉ còn lại những cái sơ. Đây, nó ăn này các bạn này. Ăn rỗ, ăn lỗ chỗ như này. Rất là nhiều. Có cái lá thì nó ăn hết, còn cái lá thì nó ăn dở, nó bỏ. Khi mà nó dọn sạch cho những cái lá già đi thì đi cây sen nó lại tập trung dinh dưỡng để nuôi những cái lá đứng. Nên là con ốc nó xuất hiện ở trong cái ruộng sen, trong cái đầm sen, chúng ta không cần phải loại bỏ đi. Thì mình đây thì rất là nhiều ốc, nhiều lắm. Còn cái con này nếu mình muốn bắt thì nó rất là dễ thôi. Nên các bạn chỉ cần dùng một ít lá cây, các bạn để một vài chỗ ở trong cái ruộng sen, trong cái đầm sen của các bạn, là con ốc nó sẽ tụ vào đấy nó ăn. Các bạn có thể dùng cái lá sắn hoặc lá đỗ, những các loại đậu đỗ. Các bạn lấy lá tươi, các bạn đem bỏ xuống cái đầm sen, cái ao sen của các bạn. Bao nhiêu con ốc là nó sẽ tập trung hết về khu vực đó và nó ăn cái lá mà mình bỏ xuống. Nếu các bạn muốn thu con ốc đó về, muốn loại bỏ khỏi cái đầm sen, ruộng sen, thì các bạn cứ ra chỗ đó các bạn bắt rất là nhiều. Rất là nhiều, nhà mình thì nó nhiều lắm các bạn. Nó sinh sôi lở ra rất nhiều. Khi ốc nó đẻ thì nó sẽ đẻ vào cái cuống hoa như này, hoặc là vào cái cuống lá. Đây là cái cần hoa, cuống hoa đấy. Nó đẻ đây các bạn này. Và bao nhiêu những cái lá lằm ở dưới này là hầu như chúng sẽ dọn cho mình hết. Đấy, chúng sẽ ăn hết. Kể cả những cái lá này có khô đi chúng sẽ ăn. Đây, khô đen như này chúng vẫn ăn. Mật độ ốc thì rất là nhiều.
vì chúng sinh sản liên tục. Khu này của mình hôm nay cạn quá, chưa bơm được nước các bạn. Mấy hôm nay trời nắng cạn nhanh lắm. Đây, ốc rất là nhiều. Ốc bươu vàng ở chỗ mình thì ít người ăn lắm. Nhà mình thì mình không ăn cái này bao giờ. Mình không ăn con ốc bươu vàng này bao giờ các bạn. Nên là trong cái vườn sen nhà mình thì ốc thì nó quá nhiều luôn. Mình không muốn loại đi, chứ mình loại đi thì cũng đơn giản thôi. Hoặc là dùng một chút thuốc mình phun xịt xuống. Con ốc này thì khi ăn lá sen này nó phát triển cũng rất là nhanh. Tốc độ phát triển rất là nhanh các bạn. Và chúng đẻ ra cũng rất là nhanh. Bao nhiêu những cái lá nằm này, khi mà già thối cái lá là chúng dọn hết cho mình, chúng ăn hết, làm cho cái môi trường nước nó sẽ rất là trong. Cái lá non này chúng cũng ăn này, nhưng mà nó ăn rất là ít. Còn hầu như những cái lá đứng này là nó sẽ không ăn các bạn nhé. Những cái lá đứng là con ốc nó không ăn, nó chỉ ăn những cái lá nằm dưới mặt nước thôi. Đây, những con ốc con rất là nhiều, lở ra là nó cứ bám vào những cái lá sen này nó ăn này các bạn. Những cái lá mà cái chỗ nó đen nó thối lá như này nó ăn mới mạnh này. Còn những cái chỗ mà xanh đen như này thì nó không ăn mấy đâu. Nên là khi trồng sen mà có ốc xuất hiện ở trong cái ruộng sen, trong cái đầm sen này các bạn, thì các bạn không cần phải loại bỏ đi làm gì, cứ kệ đó. Như mình đây, mình không cần phải bắt đi làm gì các bạn. Như cái vườn sen này mình đang quay cho các bạn xem đây, kệ. Đây, nó chỉ ăn những cái lá nằm ở dưới thôi. Khi nó ăn những cái lá nằm như này thì cây sen này nó lại tập trung dinh dưỡng để nó cho ra những lá đứng. Ốc thì rất là nhiều các bạn. Đây, nhiều lắm, to nhỏ đủ các loại. Đây, những cái lá nằm ở nước này các bạn, đấy, nó ăn đấy. Càng cái chỗ thối đen này nó càng ăn mạnh. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh. Và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.